Đây là một động tác yoga vô cùng đơn giản, sẽ giúp các bạn nâng cao chức năng hoạt động của quả thận nhé. Ở cái độ tuổi mà tầm trên dưới 40 thì bắt đầu chức năng quả thận của các bạn kém dần đi, và chúng ta sẽ bị đau lưng, đồng thời là giảm sút cái chất lượng sinh lý sinh dục của chúng ta xuống. Hơn nữa là quả thận của chúng ta không giúp cơ thể tạo ra được một lượng canxi cần thiết, dẫn tới là chúng ta đau mỏi ê ẩm khắp người. Và để giải quyết được vấn đề đó, các bạn chỉ cần tập cùng với Kim Toàn mỗi động tác nhé, 3 lần thôi, và mỗi bên chúng ta thực hiện 3 lần, có nghĩa là bên trái 1 lần và sau đó nghỉ khoảng 1 phút chúng ta lại thực hiện bên phải. Và sau đây chúng ta cùng tập luôn cùng với nhau nhé. Động tác rất là dễ thôi. Các bạn nằm xuống này, hai tay buông lỏng thật thoải mái, đan đỡ dưới gáy, hai chân mở rộng hơn vai của mình một chút, sao cho cái gót chân cách mông khoảng 20 cm. Cách làm rất là dễ nhá. Các bạn hít vào một hơi, đẩy lên thì hơi nghiêng người sang bên trái, hơi nghiêng người sang trái nhá. Sau đó xoay sang bên phải, rồi từ từ hạ xuống. Tiếp tục cứ thế lặp đi lặp lại. Hít vào thì đẩy lên, đúng rồi, xoay, hạ xuống, thở ra. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại 15 lần mỗi bên. Tiếp tục này, hít vào lên, hạ xuống, thở ra, cứ chậm rãi đùng đỉnh thôi, đừng làm nhanh. Hít vào lên, càng cao càng tốt, hạ xuống, thở ra, đồng thời xoay luôn. Lần thứ 4 rồi đúng không? Lần thứ 5, rồi lần thứ 6. Nhắm mắt lại tập sẽ hiệu quả hơn, đừng làm nhanh quá. Lần thứ 7, thật chậm rãi thôi, đúng rồi. Lần thứ 8, rồi tiếp tục rồi. Lần thứ 9, đủ đỉnh thôi. Lần thứ 10, rồi đủ đỉnh. Lần thứ 11, lần thứ 12, lần thứ 13, lần thứ 14, lần thứ 15. Rồi hạ xuống thật thoải mái này. Trong lúc này thì chúng ta nghỉ một chút, khoảng 1 phút, thật thư giãn và thoải mái nhé, cứ thả lỏng thôi. Chúng ta có thể để nguyên tư thế động tác và thư giãn thả lỏng trong vòng khoảng 1 phút. Có rất nhiều bạn ấy, mặc dù chưa tới cái độ tuổi 40, nhưng cái chức năng thận của các bạn có thể là do được gen di truyền, nó chỉ có cái công suất từng đó thôi, có nghĩa là yếu ở từng đó công suất thôi. Hoặc là có thể là do các bạn lười vận động, giáo dục thể chất quá, nhất là cái thế hệ trẻ bây giờ ở độ tuổi tầm khoảng trên 20 cho tới tầm khoảng trên 30. Ở tuổi đó thì hầu hết các bạn lao động và làm việc những công việc liên quan đến máy móc, máy tính, và kiến thức trí tuệ là chính. Lâu dần dẫn tới là cơ thể của các bạn nó cứ nhão dần đi, thịt của các bạn nó cứ nhão dần đi. Đồng thời là cho dù các bạn có vận động đi chăng nữa thì dạng vận động nó cũng là đơn thuần thôi, và nó không phong phú, dẫn tới là chúng ta có thể là chỉ sử dụng cơ là cùng, chứ không sử dụng đến đầu cơ, gân hoặc là các cái dây chằng nhé. Và đúng là để vận động giáo dục thể chất thực sự mà có cái kỹ năng vận động đấy, cũng giống như là có cái năng lực đặc biệt ấy, thì chúng ta cần phải sử dụng đầu cơ và gân. Và đúng là hầu hết những cái môn tạo ra vận động đầu cơ và gân thì thường liên quan đến môn võ thuật. Và rồi thì trong một thời gian quá dài chúng ta không vận động hoặc là ít vận động, dẫn tới là thịt của chúng ta nó cứ mềm dần đi, có thể nói là nó nữ tính dần đi đấy. Nào lặp lại đổi bên nhá. Hít vào để lên, sang bên phải trước này, xoay sang trái, rồi hạ xuống cứ đủ đỉnh thôi. Lần thứ 2 hít vào, lưu ý là xoay tròn nhá. Lần thứ 3, động tác rất là đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể tập được ở trên giường hoặc bất kỳ đâu. Lần thứ 4, thật đủ đỉnh thôi. Lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, đủ đỉnh thôi. Lần thứ 10, lần thứ 11, lần thứ 12,
13, 14, lần cuối rồi, 15. Rồi, hạ xuống, thoải mái thả lỏng, thư giãn một chút nhá. Đúng là đối với nam giới bây giờ đấy, đa phần là các bạn lao động các công việc trên tay nó ít dần đi, và chúng ta sử dụng kiến thức và trí tuệ để lao động và kiếm tiền là chính thôi. Và cái thời gian dành cho cái việc tập luyện giáo dục thể chất ấy nó không có nhiều. Cho dù các bạn có tập đi chăng nữa thì các bạn cũng tập những cái môn mà để nó phục vụ cho cái công việc lao động và kiếm tiền của các bạn là chính. Cũng có thể là sếp thích tập golf thì các bạn tập golf, sếp thích tennis thì các bạn lại chơi tennis, hoặc là cái data khách hàng của các bạn là những cái người thích tập cái môn đó, thích chơi cái môn đó thì các bạn cũng chơi cái môn đó này nhằm cái mục đích là để giao lưu kết nối với nhau là chính thôi. Chứ chúng ta không có cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dẫn tới là cái hệ thống cơ bắp trên cơ thể của chúng ta nó hoạt động không đồng bộ, hoặc là không đều, hoặc là rời rạc. Và rồi thì trong cái quan hệ tình cảm tình dục đấy, là năng lượng giới của chúng ta sẽ bị giảm do có rất nhiều nhóm cơ chúng ta không dùng tới bao giờ. Các bạn hình dung này, cơ thể của chúng ta giả thiết nó có tầm khoảng 500 chi tiết, nó giống như chiếc xe ô tô hoặc xe máy đấy. Để có thể có được một chiếc xe ô tô rất là đẹp và hoàn mỹ thì có tầm khoảng 500 chi tiết, đây là cái ví dụ nhá. Thì cơ thể của chúng ta cũng có tầm khoảng 500 chi tiết. Tuy nhiên thì để dùng được hết 500 chi tiết đó để tạo ra sinh công và ra sức khỏe thì gần như là chúng ta không có sử dụng tới bao giờ. Và rồi thì có rất nhiều chi tiết nó bị hao mòn, hoặc là bị sạo teo đi, hoặc có thể là quên. Và thực tế chứng minh là có rất nhiều bộ phận chúng ta còn chẳng biết tên nó là gì cả. Chúng ta có thể biết được những cái bộ phận nào đó, thậm chí là biết được cả kiến thức ở mức độ vũ trụ, cấp hành tinh. Chúng ta có thể hiểu khá là rõ về sao Mộc, sao Hỏa, sao Kim, nó cách xa trái đất bao nhiêu năm ánh sáng, rồi là chu vi của nó ra làm sao, trên đấy nó có những cái tài nguyên nguyên liệu gì. Nhưng là biết được cái cơ Kegel ở đâu, tinh hoàn ở đâu, ống dẫn tinh ở đâu, tinh trùng như thế nào ra làm sao, có lẽ là cả một vấn đề khá là lớn đấy. Rồi, lặp lại nhá. Bắt đầu chúng ta lại xoay sang bên trái trước này. Rồi, hít vào đẩy lên. Đùng đỉnh thôi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, đùng đỉnh thôi, không có khó gì đâu. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám, lần thứ 9, 10, 11, 12, 13, 14, lần cuối rồi. Thôi, hạ xuống, thoải mái thả lỏng, lại nghỉ khoảng 1 phút. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại mỗi bên khoảng 3 lần. Khoảng 3 lần nhé. Và cứ tập một buổi thì chúng ta lại nghỉ một buổi. Có nghĩa là một tuần tập khoảng 3 buổi, 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Và nghỉ chủ nhật. Không cần phải tập thường xuyên và đều đặn quá đâu. Kim Toàn biết là hiện tại cái thời điểm này đấy, thì có rất nhiều bạn trẻ là rất nhiều bạn trẻ nhé, ở cái độ tuổi tầm khoảng trên 20 đến tầm khoảng trên 30. Năng lực giới của các bạn khá là kém. Bản chất không phải là các bạn kém. Bản chất không phải là các bạn kém nhé, mà là do các bạn ít có những cái đời sống vận động nó phong phú. Có nghĩa là các bạn quá là thuần túy, có thể là chỉ làm một vài cái việc bình thường thôi, không thuộc cái nhóm gọi là năng động, linh hoạt và yêu thích thể dục thể thao. Và cứ lâu dần thì cơ thể của chúng ta có một vài cái nhóm cơ mà đặc tính là của nam giới thì nó cứ teo dần đi. Và đúng là thực sự nhá, trong bản chất con người chúng ta về mặt sinh học đấy, bản chất con người chúng ta về mặt sinh học nhá, là lưỡng tính. Có nghĩa là chúng ta có sẵn tất cả những cái giới tính đầy đủ ở trong người, chứ không phải là các bạn có cái chứng minh thư là nam giới là sẽ là nam giới đâu, mà chúng ta có sẵn những cái dòng, có cái loại gen, có những cái dòng, có những cái cảm xúc của nữ giới sẵn trong người rồi. Chỉ có những cái điều kiện phù hợp và thuận lợi là tự động cái gen đó nó được kích hoạt lên. Và thực tế chứng minh là những cái bệnh giống như là BD đấy, nó có tính dây lây truyền đấy. Ở trong cái môi trường thuận lợi là tự động chúng ta sẽ làm sao BD theo. Và để chống lại cái điều đó đấy thì chúng ta cần phải tập luyện để làm sao có thể men dần lên. Đồng thời là cũng phải ăn những loại thức ăn của nam giới, nói chuyện những ngôn từ của nam giới, thậm chí là có những cả những cái hành động hơi thô lỗ, hơi là gọi là không bình thường mà là của nam giới nhá. Rồi, tiếp tục lần tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ thực hiện lại lần thứ hai ở bên thứ hai.
hết vào để lên. Rồi, thật đùng đỉnh thôi. Lần thứ hai, xoay. Lần thứ ba, càng chậm thì hiệu quả sẽ càng cao. Đúng rồi, cứ tập trung lại, nhắm mắt lại. Lần thứ tư, lần thứ năm, đùng đỉnh thôi. Sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm. Thôi, thật thoải mái và thả lỏng này. Rồi, các bạn sẽ tiếp tục thực hiện lần thứ ba ở bên trái và bên phải nhé. Và sau đây thì Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn một cái cuốn sách mà Kim Toàn là tác giả về yoga sinh lý nam giới. Chính xác, cuốn sách nó có tên là Yoga Tình Dục. Và đây là cuốn sách Yoga Tình Dục và Kim Toàn là tác giả của cuốn sách này. Các bạn có nhìn thấy cái hình ảnh này không ạ? Đó. Và trong cuốn sách này thì Kim Toàn đã liệt kê rất là rõ và chi tiết tất cả các tư thế động tác. Và mỗi tư thế thì sẽ tác động vào một nhóm cơ, dây thần kinh cũng như là cái lượng hormone của các bạn để kích thích cái nguồn năng lượng giới của các bạn. Kích thích những cái nguồn năng lượng giới của các bạn nhé. Đang ngủ quên đâu đó, đang ngủ quên ở đâu đó trong cơ thể của mình, để giúp các bạn mạnh khỏe hơn, năng lượng hơn, cũng như là có nhiều sức khỏe, năng động sáng tạo và làm việc, đặc biệt là giữ gìn được hạnh phúc, cũng như là chứng minh được rằng mình là người hoàn toàn khỏe mạnh. Và Kim Toàn rất vui khi được chia sẻ những cái kiến thức chuyên môn của Kim Toàn thông qua bộ môn yoga tới các bạn. Và rất mong được có được cái sự kết nối của các bạn theo số điện thoại Kim Toàn nhắn ở phía dưới 0845679999 nhé. Rất vui và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chuyên đề tương tự, trong những cái video tương tự cùng với Kim Toàn nhé.